Em chào các bác nha. Hôm nay Tường xin giới thiệu cho các bác xem một mẫu đồng hồ công đôi của bên em. Chiếc đồng hồ này của bên em thì có kích thước là ngang 65 và cao 70 phân nha các bác. Mặt đồng hồ và máy đồng hồ là máy đồng hồ kim trôi nha các bác. Chất liệu thì chiếc đồng hồ này của bên em có chất liệu bao gồm có đá, thép sơn tĩnh điện. Đó thì thép sơn tĩnh điện bên em thì có khả năng là chống han gỉ và bay màu nha các bác.